But I like that. And that's all that matters. Cả cái đấng tối cao trước mặt của Huyền Thất Tổ gì đó gì đó. Các bạn, cái gốc của các bạn là bất tử. Và các bạn đang trải nghiệm hành trình bị che khuất để tạm thời này, để mà lãng quên, để được gợi nhớ. Trong cái giai đoạn giữa, mỗi các bạn có những cái sứ mệnh riêng của các bạn. Rồi ai cũng muốn tu thành Phật thì ráng tu, mà chỉ chìa khóa luôn nè. Ở chỗ giác, hạnh phúc, yêu thương, tăng trưởng ánh sáng và đem ánh sáng nó đến tất cả những khía cạnh mà mình nhìn thấy trước mắt của mình, trong suy nghĩ của mình, lời nói của mình, hành động của mình. Love you all. You're amazing. Thank you. Thank you. Thank you.